Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Kazu của nhóm Double Wish. Hôm nay Kazu đến quán Bún Bò Quế. Là Bún Bò Quế này là được giới thiệu trên mạng. Tựa đề của báo này là Top 15 phải ăn món ở quán 2 trên báo đó có món ăn Hàn Quốc, món ăn Việt Nam, món ăn cái gì đó, tất cả loại món ăn. Và Bún Bò Quế này là được giới thiệu. Nếu đến quán thai thì phải ăn bún bò quế đó nha. Nên cả giờ ăn thử nha, ngon hay không? Đi tới nha. Tới rồi. Đó, cái này là to lắm nha. Cái này thì chắc chắn là ngon đấy, tại vì được giới thiệu trên mặt và bây giờ là đông người nhé, khách hàng nhiều. Hạnh phúc đấy, là không đậm nè, là mặn, hơi ngọt nhé. Và không có cay à. Xôi bún này rất ngon, thịt và không phải quá mềm nữa, và hơi mềm nhưng rất ngon. Có thể là có bột khoai môn này, rất ngon này. Quá ngon. Trước đây đầu tiên ăn bún bò quế thì Kazu tưởng tượng vị này là cay, tại vì là chút này có ớt nhỉ. Nhưng mà cái này là không phải ớt nha. Rồi. Và có nhiều đồ thịt, có nhiều thịt nha. Thịt bò nhiều lắm. Rồi. Có thể cái này được nấu ngoài thời gian nhiều nên rất ngon. Là bộ này cũng có vị giống như bún bò quế nên rất ngon. Mình thích lão này, là thường là cái này ngon. Gia đổ ngon đấy. Bún bò quế mình hoảng loạn rồi nha. Tại vì khi thấy bún bò quế thì có hai loại xôi bún nè. Cái này xôi bún giá đồng. Nhưng nếu có nhiều cái này thì hỏi loạn. Là cái gì là cái này là giá hả? Cái này là bún hả? Ít có cơ hội ăn bún bò quế, tại vì là nhiều người thích là phở hoặc là phú tiểu nữa. Nên bằng của tôi là không đi ăn bún bò quế. Em có thể là năm nay là lần đầu tiên ăn bún bò quế. Mà bình thường không phải mắc nhỉ, không phải rẻ, bình thường cái này là ngon nên 50 năm nhìn thì
hơi rẻ nè, có thể ở Nhật Bản nè. Kết cả như bún này là không có nhỉ. Không phải như mì udon, không phải mì ramen, không phải như mì somen, cho nên là đặc biệt nha. Nếu đến Quảng Thái thì nên ăn món ăn ở đây là heo hư đi 801 điểm nè. Nhưng mà cái này heo kazu là 9 điểm nè. Trong quán này là hơi sặc, không phải do thoải mái nha. Chắc chắn thấy ngon nên mọi người hãy ăn thử bún bò Huế này nhé. Và nếu thích video này thì like, share và subscribe nhé. Bye bye. Mình tên là Kazu và bún bò Huế. Cái này là ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.